Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tô màu bức tranh một chú gấu. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy, mình thấy có dòng chữ tiếng Anh là panda. Thì theo mình nghĩ là đây là con gấu. Các bạn có thể thấy. Đầu tiên thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tô con gấu này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô phần mắt của con gấu màu đen. Phần miệng mình sẽ tô màu đỏ. Còn phần mũi mình sẽ tô màu vàng. Các bạn ơi, các bạn nhìn chú gấu này trong tranh thì rất là nhỏ, nhưng mình nghĩ là ở bên ngoài thì chú gấu này rất là to và khỏe. Nếu mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy chú gấu ngoài đời thật. Nếu bạn nào đã từng nhìn thấy ở trong sở thú thì hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần móng chân của chú gấu màu đen, còn phần bàn chân dưới của chú gấu thì mình sẽ tô màu vàng đất. Ở đây thì mình thấy phần tai chú gấu ở trong thì mình sẽ cũng sẽ tô màu vàng đất. Tiếp theo là phần thân trong của chú gấu thì mình sẽ tô màu vàng nhạt. Các bạn ơi, vậy là mình đã tự hoàn thành được một phần của chú gấu rồi. Phần còn lại thì mình sẽ tiếp tục ở những video sau. Nếu các bạn thấy bức tranh của mình đẹp thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh
để xem được những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.